Eo bắc xăng của Frederick Mew phiên bản nắp nhám. La Nuit de Nôm phiên bản 2016 dùi khá là đậm. Và đây có Valentino Umo. Đó, phiên bản này đã không còn sản xuất. Và gần đây nhất thì mình có nghe một cái tin đó là Uchamel của nhà Jean-Paul Gaultier, ông vua ba sàn này cũng sẽ không còn sản xuất nữa. Tại vì hôm trước thì mình có một bạn inbox cho mình hỏi là anh ơi, giá của chai Uchamel này hình như là nó lên giá tại vì nó không còn sản xuất nữa hay sao ý. Thì thực ra thì mình cũng không nắm được cái chủ đề, cái vấn đề đó là chai nước hoa nào không còn sản xuất nữa hay là chai nước hoa nào sắp sửa bị thay đổi mùi hương. Trừ khi đó là những chai nước hoa mình đang sở hữu hay là mình đang có ý định mua thì mình mới quan tâm. Và ngày hôm nay thì cũng nhân tiện một cái câu hỏi đó, một cái chủ đề đó thì mình sẽ nói về cái vấn đề đó là nước hoa vintage. Và hãy cùng mình xem là nước hoa vintage có những cái điều gì tốt và những điều gì không tốt, và chúng ta có nên theo đuổi cái con đường mua nước hoa vintage hay không nha. Trước khi nói về những cái điểm tốt và những cái điểm không tốt của nước hoa vintage, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cụm từ vintage ở trong nước hoa là như nào. Thì theo như mình biết thì những cái chai nước hoa mà bị thay đổi mùi hương về hoặc là thay đổi về ngoại hình hay là không còn sản xuất ở trên thị trường nữa thì người ta sẽ gọi đó là nước hoa vintage. Và những chai nước hoa vintage này thì thường nó sẽ có giá trị khá là cao, và đó là cái gọi là định nghĩa ở trong giới nước hoa, người ta gọi đó là những cái chai nước hoa vintage. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu thế nào là nước hoa vintage rồi thì chúng ta hãy cùng nhau đến những cái điểm tốt và những điểm chưa tốt của nước hoa vintage. Thì cái mặt đầu tiên đó là mặt tốt. Thì trong cái mặt tốt này thì mình theo một cái góc nhìn của mình nhá, tất cả đây chỉ là quan điểm của mình thôi, thì cái vấn đề, cái điểm tốt đầu tiên đó là khi các bạn mua những cái chai nước hoa vintage ấy thì các bạn sẽ nhận được những cái mùi hương nó đúng với cái tên của chai nước hoa, đúng với cái nội dung, đúng với cái chủ đề mà các brand hay là các perfumer, những người sáng tạo mùi hương làm đến chai nước hoa đó truyền tải. Hay là các bạn sẽ hiểu được là cái trend, cái gu, cái xu hướng làm mùi thời điểm đó là như thế nào. Thì đó là cái điểm đầu tiên, người ta gọi là đúng được, hiểu được cái, bạn sẽ được cái đúng cái nội dung và cái chất của chai nước hoa trong thời điểm đó. Ví dụ như là cái bộ Dior Homme chẳng hạn, thì nó là chủ điểm sẽ là Iris, hay còn gọi là hoa diên vĩ. Thì mình đã từng có một cái video review về những chai nước hoa đó rồi. Thì sau này nó có sự reform về mùi, lại là sự thay đổi về mùi, đó là về chai nước hoa Dior Homme Cologne. Nó đã bị thay đổi về mùi hương, nó đã bị mất hẳn nốt hương hoa diên vĩ rồi, và nó bị thay bằng một cái nốt hương hoàn toàn khác. Cái điểm thứ hai ở trong cái mặt tốt này đó là về cái giá trị tinh thần. Thì dù là bạn chơi một cái gì đi chăng nữa, khi bạn sở hữu một cái món đồ mà không phải ai cũng có thể sở hữu được, hay là bạn phải mất rất nhiều thời gian, mất nhiều công sức để bạn có thể sở hữu được chai nước hoa đó, mà mọi người gần như là kiểu sẽ ghen tị với bạn khi bạn sở hữu chai nước hoa đó, thì đó là một cái giá trị tinh thần rất là lớn. Mình đã từng gặp những người chơi nước hoa theo một kiểu rất là lạ, đó là họ rất thích chai nước hoa Creed Aventus, và họ sưu tập từ những cái chai nước hoa ra mắt từ những năm 11, 12, 13 đến tận bây giờ, phải đến mấy chục chai, phải 50, 60 chai. Đó, đã có người chơi đấy mà họ rất là vui, họ rất là hãnh diện khi mà họ sở hữu đến chai nước hoa như vậy. Và mình nghĩ rằng là ai, dù là người mới hay là người chơi lâu rồi, thì khi các bạn biết được là các bạn đang sở hữu một chai nước hoa không còn sản xuất trên thị trường nữa thì các bạn sẽ rất là vui, rất là hãnh diện. Đó là về giá trị về mặt tinh thần. Cái điểm thứ ba ở trong cái mặt tốt này đó chính là cái giá trị về kinh tế. Ví dụ một ngày khi tự nhiên các bạn đang ngủ dậy và các bạn thấy rằng là chai nước hoa của bạn không còn sản xuất nữa, và tự nhiên giá nó lên khoảng tầm gấp đôi, hay thậm chí là có những chai nước hoa bạn để trong tủ rất là lâu rồi bạn không dùng đến, nhưng mà có một ngày bạn vô tình xịt nó và mọi người hỏi mua chai nước hoa của bạn với cái giá gấp 3, gấp 4 lần so với thị trường, thì đó là cái giá trị về kinh tế. Tự nhiên mình không nói về cái giá trị đồng tiền nhé, nhưng mà tự nhiên bạn được một cái khoản tiền ở trên trời rơi xuống, mặc dù chai nước hoa đó ngày xưa bạn mua có 2-3 triệu mà bây giờ lên 7-8 triệu. Đó là những cái mặt tốt. Còn những cái mặt không tốt của việc mua và chơi nước hoa vintage là gì? Thì đầu tiên đó vẫn là cái vấn đề kinh tế. Tự nhiên bây giờ bạn phải bỏ một cái số tiền gấp 2-3 thậm chí 4 lần so với mức giá ban đầu mà chai nước hoa đó ra mắt, chỉ để mua một cái mùi hương, liệu rằng nó đã xứng đáng với cái giá trị đồng tiền của các bạn đã bỏ ra chưa, hay là nó chỉ xứng đáng với cụm từ nước hoa vintage thôi. Thì mình nghĩ rằng là các bạn
nên các bạn, nếu như các bạn mua thì các bạn nên đặt ra một câu hỏi như vậy. Cái điểm không tốt thứ hai đó là việc khó tìm kiếm trên thị trường. Chẳng ai muốn bán một cái đồ cổ cả, trừ khi nó phải được giá. Và tất nhiên là càng ít càng hiếm thì cái việc càng ít càng giá cao thì cái việc tìm kiếm nó rất là khó. Ở Việt Nam là một, thậm chí là mình thấy những người người ta sẵn sàng mua ở nước ngoài về thì nó sẽ có những cái rủi ro ở cái điểm thứ ba, đó là liệu cái chất lượng của chai nước hoa nó đã sản xuất cách đây 5-10 năm, hoặc là cái việc bảo quản của chính người chủ cũ liệu nó có tốt, nó có đảm bảo được đúng không, hay là nó đã bị thay đổi mùi hương rồi. Thì tự nhiên bạn bỏ một cái số tiền lớn ra và bạn mua được một chai nước hoa, nó chỉ được cái vẻ ngoài và cái mùi hương bên trong chưa chắc nó đã được đúng như ban đầu, thì đó cũng là một cái yếu tố mà mình nghĩ là không tốt khi các bạn mua và chơi nước hoa vintage. Cái điểm thứ tư đó là liệu bạn có thể phân biệt được đâu là vintage và đâu là những cái phiên bản mới hay không. Thì cái này mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi niềm tin của người bán thôi. Nhớ đâu người ta tốt thì không sao, nhưng mà người ta không tốt thì người ta có thể bán cho bạn một cái phiên bản mà họ đã thay dui, hay là họ đã có một cách nào đó họ, hay là bạn mua chiết chẳng hạn, họ bảo là đây là cái phiên bản mà nó sản vintage đấy, nó sản xuất cách đây 10 năm rồi, ngon lắm em ạ, nhưng mà thực chất là họ cho bạn một cái mùi hương cách của cái phiên bản mới, thì chúng ta cũng không thể nào mà biết được, chẳng có một cái bằng chứng, chẳng có ai có thể xác thực được cho bạn đấy là mùi hương của phiên bản vintage, đúng không? Và cái yếu tố cuối cùng ở đây mình muốn nói tới đó chính là yếu tố về sức khỏe và môi trường. Thì các bạn sẽ hỏi rằng là sức khỏe liên quan đến gì, đúng không? Nhưng mà bây giờ thực sự là khoa học nó đã ngày càng phát triển, và con người ta sẽ qua nghiên cứu họ sẽ thấy rằng là có những cái chất mà với cái nồng độ gọi là đạt mức vừa phải thì nó sẽ không gây ảnh hưởng. Nhưng mà cách những cái mùi hương cách đây khoảng tầm 5 năm, 10 năm thôi, thì họ sử dụng những cái nguyên liệu mà họ có thể rằng là họ chưa có những cái nghiên cứu cụ thể rằng là nguyên liệu đó từng đó nồng độ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nên họ cứ bán ra ngoài. Nhưng mà sau này thì khi mà khoa học phát triển này, những cái đạo luật đã quy định là không được sử dụng, có những cái hạn mức nhất định thôi, thì những chai hoa đó họ không được quyền bán ra và họ bắt buộc phải chỉnh sửa về mùi hương. Thì mặc dù là rất là ít thôi, rất là phần trăm rất là ít với người sử dụng thôi, nhưng mà nhỡ đâu tự nhiên bạn dùng chai hoa vintage và bạn xịt lên người nó bị ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn thì làm sao, đúng không? Chúng ta không thể nào dùng một sản phẩm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta được. Và cái yếu tố cuối cùng ở trong này đó chính là về cái yếu tố môi trường. Thực ra thì việc sử dụng nước hoa nó cũng chả ảnh hưởng gì đến môi trường, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là những cái nguyên liệu của một chai nước hoa ấy hiện nay thì nó đã gần như là nhân tạo. Bây giờ con người đã có thể trong phòng thí nghiệm họ đã có thể điều chế được những cái mùi hương qua bằng nhiều chất khác nhau để có thể làm giống được với những cái mùi hương mà họ mong muốn. Trước đây thì họ phải có những cái mùi hương họ phải lấy từ thiên nhiên, như là xạ hương này, như là rêu sồi trước, thì nó ảnh hưởng đến cái hệ cân bằng sinh thái. Nên là khi mà xã khoa học phát triển thì họ sẽ không dùng những cái nguyên liệu đó nữa. Mà đa số là sẽ không dùng, nhưng mà có một vài brand nước hoa họ vẫn dùng. Thì cái vấn đề này nó sẽ, đấy là những cái điểm, đó là cái điểm mà mình không tốt mà mình nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Vậy thì chúng ta có nên mua và chơi nước hoa vintage hay không? Thì mình sẽ nói theo hai khía cạnh, đó là một người dùng và một người chơi. Thì đối với người dùng nước hoa ấy, thì mình nghĩ rằng là các bạn không cần thiết phải tìm đến nước những chai nước hoa vintage làm gì cả. Tại vì thường những chai nước hoa vintage ấy, thì cái xu hướng làm mùi nó sẽ vào những cái thời điểm, vào những cái năm mà nó sản xuất, cái trend, cái xu thế thời trang, xu thế làm mùi nó cũng sẽ khác so với cái thời điểm hiện tại. Nghĩa là đại khái nó sẽ là mùi hương nó có thể lạc hậu hơn so với bây giờ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tìm kiếm rất là khó, và cái việc mua nó rất là khó, mà đặc biệt với những người dùng bạn chưa hề có kinh nghiệm để có thể phân biệt được, để có thể biết ai là người uy tín hay là mua ở đâu uy tín, thì cái việc bạn bị lừa nó rất là cao. Đặc biệt là những bạn muốn mua những chai nước hoa Creed Aventus, những cái phiên bản cũ, mà mình hỏi rằng là liệu các bạn đã ngửi qua chưa, thì các bạn bảo là mình chưa hề ngửi qua nhưng mà mình nghe mọi người kể. Thì mình nghĩ là với một người dùng thì các bạn không cần thiết phải mua một chai nước hoa vintage, những chai nước hoa phiên bản cũ làm gì cả. Các bạn hãy cứ mua phiên bản mới cho mình. Còn nếu như cái mùi hương đó nó đã không còn sản xuất nữa thì các bạn hãy tìm đến những cái mùi hương khác. Không nhất thiết là các bạn phải
Tại vì thế giới mùi hương này có rất nhiều mùi hương mà các bạn có thể thử. Các bạn không nhất thiết phải sống chết chỉ chọn một cái mùi hương đấy chỉ vì có số đông mọi người sử dụng mùi hương đó. Thì đó là cái quan điểm của mình về theo cái lối là người dùng, để làm sao các bạn có thể nhận được cái mùi hương tốt nhất với cái giá tiền tốt nhất để tránh có thể bị lừa. Thì đối với người chơi, theo khía cạnh một người chơi thì mình cũng gọi là cũng có vài một ít nước hoa và cũng có vài chai vintage, như gọi mình vừa mới sâu lên lúc đầu, thì mình thấy rằng là thực sự con đường chơi nước hoa vintage này nó khá là tốn kém và không phải lúc nào bạn có thể bắt được. Nhưng mà với mình, mỗi chai nước hoa mà mình sở hữu thì mình rất là trân trọng, rất là quý nó và mình cũng không bao giờ muốn bán cả đó. Và sau này thì mình cứ nghĩ là mình sẽ làm, nếu như mình không làm YouTube nữa thì mình sẽ làm một cái tủ để riêng, thì có thể thỉnh thoảng chơi, hoặc là nếu như quý ai lắm thì mình có thể tặng thôi, chứ mình cũng không có nhu cầu bán lại. Và nếu như gặp được những chai vintage thì chắc chắn mình vẫn sẽ mua. Nhưng mà trên khía cạnh là một người làm YouTube thì mình nghĩ rằng là với những người dùng, những người mới thì các bạn không nhất thiết là phải làm gì mua những chai nước hoa vintage làm gì cả. Tại vì nó thực sự rằng là nhiều chai nước hoa nó không xứng đáng với cái giá tiền mà các bạn được biết đến. Nên là hãy để những cái chai nước hoa vintage này nó là những cái gì đã, nó đã là những gì cũ rồi thì hãy để nó lại phía sau. Những người dùng, những người mới thì chúng ta hãy tiếp cận với những cái mới. Còn những cái cổ xưa này thì hãy để những cái ông già như mình. Đừng mua làm gì, đừng tranh với mình làm gì cả. Đó, và đó là cái chủ đề vintage mà mình nghĩ rằng là cũng rất nhiều bạn đang quan tâm. Thì các bạn không đừng mua làm gì cả nhá. Đừng mua viên nước hoa vintage làm gì, cứ để mình mua thôi là được rồi. Anh em mà thích hít thì liên hệ mình bố trí cho buổi cà phê hít thôi. Còn người dùng thì các bạn hãy cứ trải nghiệm những cái gì hiện đại nhất, những cái gì mới nhất. Không nhất thiết phải mua cái này làm gì cả. Còn nếu như thừa kinh tế thì bảo mình chỉ cho vài group có thể tham gia được, tìm được những cái chai nước hoa kiểu này. Và nếu như các bạn thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, gặp lại, bye bye.